Chào mừng mấy bạn quay lại kênh YouTube của Salon Tâm nhé. Hôm nay thì mình đi về quê rồi, sẵn tiện thấy cái hầm ở phía trước nhà mình nè. Tới bây giờ mùa khô nước nó cạn hết, còn một chút ít mà mình thấy có cá nên bây giờ anh em mình chuẩn bị xuống tát. Bây giờ nước cũng cạn rồi, bây giờ mình xuống mình mò thử nha mấy bạn. Đó, rồi dính rồi, dính rồi. Huy, Huy. Nè, hạ thả nó vô đây. Đi. Đây nè, đây cái con nữa nè. Nó mới gì ở đây nè. Rồi rồi xong rồi. Được không? Được không? Được hả? Phải lấy đồ đựng kìa. Lấy cái thùng đi hai đứa. Ủa cá lóc này nướng đã lắm nè. Vừa nướng luôn á. Còn con bự. Đi lấy cái thùng đi. Mình đi mình đá đá cái gì. Có hồi nãy nhảy chụp nó rồi chụp không được với sình này chụp không được nó chạy dữ quá mà. Nó đụng lên con bự vô bó lửa luôn nó tiêu rồi. Hãy
được. Thôi hả? Cỡ xuống quậy cho đã. Thôi nó ở đây này Hiếu. Dính bùn ba cho 10 ngàn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Dạng hực luôn hả? Dạng hực luôn. Con lành á. Mấy người luôn nè. Con lươn này mang về nấu cháo cho hàng đô. Rồi có một con. Hai con. Hai con là đã. Hai con là có nửa ký á. Hai con. Chết hết rồi. Lươn không chết đâu. Dễ gì chết. Này chắc phải làm luôn đấy hả? Làm luôn chứ. Làm đi rồi cái bún. Này con nắng chốt chốt thôi, khô một nắng khô thôi. Còn trong kia còn hai